Bây giờ đi thu hồi công nợ mới ngồi tâm sự là bây giờ qua đòi tiền mà cái đại lý lại không có tiền trả, thì đại lý kia trả hàng. Mà bây giờ nó bị phân dân là một là lấy hàng về hàng nó cũng cũ, nó không này nọ chân, rồi lấy về nó không bán được bao nhiêu. Rồi thứ hai là không còn cách nào xử lý, cũng phải lấy về hàng nữa thôi, tại vì nó còn được nhiều lấy nhiều. Rồi có một câu hỏi đặt ra là khi bây giờ chẳng hạn như khởi nghiệp thì các bạn nên chọn một doanh nghiệp là bán sỉ hay bán lẻ? Hoặc là có rất nhiều những người bạn của mình bây giờ đặt ra câu hỏi là họ nên tập trung vào bán sỉ hay là bán lẻ, hoặc là kết hợp cả hai. Thì đối với Trung có lời khuyên nào trong trường hợp này? Theo em thì kinh nghiệm nha, theo kinh nghiệm mà mình làm trong ngành bán lẻ thì mình vẫn ưu tiên chọn ngành bán lẻ. Tại một cái số cái lợi thế của ngành bán lẻ như thế này nè. Thứ nhất là nó dễ bắt đầu. Tại vì bán lẻ ra là khách hàng của mình, cái tiệp data của nó rất là rộng luôn. Mình dễ bắt đầu, mình dễ kiếm được khách và mình dễ có cái dòng tiền về để mình nuôi sống của mình là trước tiên. Cái thứ hai đó, nó bán lẻ là nó mang một cái gọi là cái dòng tiền. Dòng tiền khi mà anh bán ra có thể là nợ nhà cung cấp nha. Nhưng mà anh bán ra là anh thu tiền mặt trước, mà dòng tiền này nó chảy liên thông, mình không bị áp lực về công nợ giống như bán sỉ. Bán sỉ là hầu như là muốn bán được phải công nợ, đa phần mọi người đều nghĩ như vậy, công nợ, còn bán lẻ là không có. Cái thứ ba nữa là nếu mà xuất phát từ cái khả năng mà bán sỉ đầu tiên á, thì phải rất là nhiều thời gian có đi chào hỏi, phải đi chăm sóc, phải đi xây dựng hệ thống, và nó rất là dễ gãy. Còn nếu mà anh làm bán lẻ tốt thì anh biến những khách hàng bán lẻ của mình thành những khách hàng bán sỉ. Họ sử dụng xong rồi, họ thấy mô hình của mình hay rồi, họ thấy cách làm mình ok rồi, họ mới liên hệ lại với mình. Rồi sau đó họ, tôi muốn mở ra nè, anh tư vấn đi, lúc đó mình mới tiến hành mình bán sỉ. Có thể là một là mình bán sỉ nguyên gói, hai là mình bán sỉ cả mô hình. Thì đó là cái cách mà em đang làm hiện tại cho đồ người tôi chọn là như vậy. Đó. Trong cái thị trường hiện tại bây giờ, đối với các bạn mà bán buôn á, giống như một số người mà bán buôn gọi là bán đại lý á, thì năm nay nè, thứ nhất là đang bị một cái tình trạng là cuối năm thu hồi công nợ nó không có, rất là khó luôn. Mà bạn em ha, bây giờ đi thu hồi công nợ mới ngồi tâm sự là bây giờ qua đòi tiền mà cái đại lý lại không có tiền trả, thì đại lý kia trả hàng. Mà bây giờ nó bị phân dân là một là lấy hàng về hàng nó cũng cũ, nó không này nọ chân, rồi lấy về nó không bán được bao nhiêu. Rồi thứ hai là không còn cách nào xử lý, cũng phải lấy về hàng nữa thôi, tại vì nó còn được nhiều lấy nhiều. Còn cũng... hơn không? Dạ. Còn hơn không, đúng rồi, nhưng mà hàng nó cũ, nhưng mà về cũng bán bỏ bán thí này nọ thôi, thì nó rất là khổ. Còn mặc nhiên bán lẻ thực tế á, bán lẻ thì nó sẽ yêu cầu là con người nhiều hơn, marketing nhiều hơn, làm nhiều, nói chung là nhiều thứ hơn rất là nhiều so với cái việc mình bán sỉ. Nhưng mà bù lại mình khỏe những cái việc khác. Marketing mà bán lẻ, marketing mà tốt trong bán lẻ rồi, khách hàng tự tới mà mua. Giống như anh em mình nó mua thế giới di động, hoặc là mua những cái con cưng, hoặc là những điện máy xanh đó, họ đã đủ nóng rồi, mình vào họ mua cái mình chọn cái nó dễ. Dạ. Chứ còn mà bây giờ bán sỉ mà một cái nhân viên sale bắt đầu đi chào, mình mới mở ra mà mình không biết thương hiệu của mình là ai á, cái mình đi chào người ta cũng không biết mình là ai, mà mình chào họ thường chút thì nọ mình quản lý cái bạn sale mà đi không, nó cũng là cả vấn đề nha. Em thì không mạnh gì trong con người, em không mạnh gì vấn đề mà quản lý con người, nên mà em nghĩ thả một bạn nào đó mà bạn đó đi thị trường, em phải kiểm soát bạn đó làm đúng hay sai, có luồn hàng ở ngoài đi vào bán tiếp hay không, hoặc là hay là thu tiền công nợ của khách rồi có đem về hay không, hay là đem đi luôn. Cái đó là rất là sợ luôn, tại em không mạnh về quản lý con người và em khó kiểm soát vấn đề đó, nên là cái việc mà đầu tiên em mở khởi nghiệp ra, em thấy những cái lợi ích của bán lẻ là em bày bán lẻ trước. Sau khi mà 3 năm em làm tới đây thì bắt đầu cái lượng khách sỉ họ hỏi tới mình, và khách sỉ của họ là đa phần là những người bán lẻ, là họ tự họ tìm hiểu nha, họ mua hàng rồi cái họ trải nghiệm được cái dịch vụ của mình rồi, họ trải nghiệm được sản phẩm của mình rồi, cái họ hỏi là tôi muốn mở đại lý giống anh giúp tôi được không? Bắt đầu mình mới nhảy ý tưởng là mình bán sỉ. Là bây giờ em bán luôn cả mô hình luôn. Dạ đúng rồi. Sau đó thì em bán cả mô hình luôn. Bán cả mô hình là ngoài cái việc cung cấp cho họ ra, thì mình còn cung cấp cho họ là những cái gì mình đang làm. Kể cả phần mềm, quản lý như thế nào. Cả quy trình luôn. Cả quy trình em hết. Bây giờ bên em đóng gói được hết rồi. Ví dụ như anh Hoàng mở ra một cái cửa hàng giống của bên em đi. Em không có đảm bảo cho mình là 100% là mình thành công, mình có khách hàng nha. Cái đó là phụ thuộc vào cái người chủ để người ta làm. Em không có đảm bảo được vấn đề đó. Nhưng mà em đảm bảo đâu đó những cái cách làm này sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian, khá nhiều công sức, khá nhiều cái cách làm mà mình bắt vào mình có thể là có khách ngay. Còn có việc tồn tại trên thị trường được hay không là tùy năng lực của người đó họ làm. Chứ em không có cam kết. Hoàn toàn là những cái mà em đã làm được rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, em chia sẻ hết. Có gì mới em cũng chia sẻ luôn. Còn cái việc mà khả năng thực thi của người đó, khả năng mà xây dựng doanh nghiệp của người đó nó còn quan trọng nữa. Chứ
của em nó cũng chỉ còn mới một phần thôi, nên là nhiều bạn hỏi ra, mở ra là chắc cú không? Không có gì mà chắc cú hết trơn. Đó là cái góc nhìn trong cái mảng bán lẻ. Và em thấy bây giờ nếu mà đi theo cái xu hướng như thế này nó là hay. Nó chậm nhưng mà nó được cái dòng tiền, và nó sẽ lũy kế, nó tích lũy dần và giống như em mất khoảng 3 năm đi thì mất khoảng 2 năm rưỡi thì mình chật vật trong vấn đề mình xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng thương hiệu công ty, xây dựng quy trình, xây dựng này nọ. Nhưng mà chỉ cần nửa năm thôi, doanh số tăng gấp 3. Chỉ cần nửa năm doanh số tăng gấp 3 so với một năm gần trước. Nửa năm thôi. Khi mà nó gọi là điểm bùng phát á, là nửa năm mà doanh số đã tăng lên gấp 3 so với thời điểm của một năm trước đó. Nhanh vậy. Dạ, thì khi mà nó bùng lên thì nó bùng rất là nhanh. Và có những ngày xưa ví dụ mình làm chật vật, follow ít, cái nguồn traffic mình kéo tới ít á, một ngày tính ra đi khoảng 30 đơn là anh mừng rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều khi một ngày mở lên là 400 đơn, 500 đơn một ngày thì nó bùng ra như vậy. Thì đó là cái lợi ích của mình làm marketing, và nó phải có cái sự kiên trì làm trong đó 3 năm.